Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Phần luyện viết này chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn chủ yếu là những cái công thức, những cái cách viết để ta áp dụng được vào trong quá trình phân tích thơ nhé. Đồng ý chưa nào? Đấy thì phần 2 luyện viết này chị sẽ chia ra thành hai nội dung nhỏ. Nội dung thứ nhất là trình tự khi mà chúng ta phân tích thơ. Và nội dung thứ hai chính là cách diễn đạt khi phân tích thơ. Cho chị cắt ngang một chút xíu về việc sử dụng từ phân tích ở đây. Có bạn sẽ thắc mắc rằng là thế là chỉ dùng được trong những cái đề bài yêu cầu phân tích thôi, còn những đề bài yêu cầu cảm nhận thì là không dùng được đúng không? Ở đây chị chỉ dạy phân tích thôi chứ chị không dạy cảm nhận thơ phải không? Không phải như vậy các bạn nhé. Về mặt giải nghĩa ấy, thì phân tích có nghĩa là chúng ta chia nhỏ cái đối tượng đó ra thành các ý nhỏ hơn và chúng ta sẽ cảm nhận ở trong từng ý đấy, chúng ta triển khai từng ý đấy. Còn cảm nhận là gì? Cảm nhận là chúng ta bày tỏ cảm xúc của chúng ta về một đối tượng nào đó. Và để cảm nhận được thì chúng ta cũng sẽ chia nhỏ cái đối tượng đấy ra để ta cảm nhận từng phần cho nó chi tiết hơn. Thế thì trong phân tích có cảm nhận mà trong cảm nhận cũng có phân tích. Và ở cái phương diện là đề bài môn văn ấy thì đề bài là phân tích bài thơ đồng chí thì chúng ta hiểu là cũng giống với cả đề bài cảm nhận về bài thơ đồng chí nhá. Cái từ phân tích và từ cảm nhận ở đây chúng ta có thể hiểu nó tương đương với nhau. Ok chưa? Không có quá nhiều sự khác biệt. Đấy, để không có bạn nào lấn cấn nhá. Nên là những cái kiến thức mà chị hướng dẫn sau đây thì các em dùng được trong cả đề bài yêu cầu phân tích hay là đề bài yêu cầu cảm nhận đều dùng được hết nhá. Rồi, trước tiên là về trình tự khi mà chúng ta phân tích thơ. Đề bài có thể yêu cầu chúng ta phân tích một đoạn thơ gồm nhiều câu, nhiều khổ thơ. Thì trình tự mà chúng ta sẽ sử dụng để phân tích là gì? Và cái phần trình tự này ý, thì em còn áp dụng được cho cả những bài thơ mình chưa bao giờ học. Mình chưa bao giờ biết cách phân tích nhưng mà mình chưa bao giờ được hướng dẫn. Nhưng mà mình áp dụng trình tự này thì mình cũng có thể phân tích được một cách khái quát đấy. Đó, thì cách một. Thật ra những trình tự này thì chúng ta đã áp dụng trong suốt những cái buổi học về các tác phẩm rồi, đúng không ạ? Bây giờ chị chỉ nhắc lại thôi. Thì trước tiên chúng ta có cách một này. Đó là cách mà chúng ta phân tích lần lượt. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ phân tích lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đồng ý không ạ? Cứ đọc từ trên xuống dưới cái đoạn thơ đấy, phân tích từng câu một. Chúng ta chia bố cục rồi phân tích từng câu một. Đúng không ạ? Đó, thì cái cách phân tích này là cách phân tích phổ biến nhất. Chúng ta dùng để phân tích bài thơ đồng chí này, bài thơ về tiểu đội xe không kính, đoàn thuyền đánh cá, rồi một số khổ thơ trong bài thơ bếp lửa. Đúng không ạ? Là chúng ta cứ trong một đoạn thơ đấy chúng ta xem là chúng ta có thể nhóm mấy câu đầu vào làm một này, thành một ý chính này, thành một ý lớn này, rồi tiếp là mấy câu tiếp theo. Đấy, đây chính là cái cách phân tích lần lượt, một cách rất là phổ biến. Và nhiều bạn đã sử dụng cái cách này trở thành một cái bản năng phân tích thơ của mình. Nghĩa là cứ nhìn thấy một đoạn thơ là em sẽ phân tích như thế này. Không cần biết là cách phân tích đó nó có thực sự phù hợp hay không. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cách này là đơn giản quá rồi còn gì, đúng không ạ? Cứ lần lượt chúng ta triển khai lần lượt thôi nha. Ok chưa? Đấy, thì ở cái cách phân tích này nó sẽ phù hợp khi mà chúng ta áp dụng với đề bài yêu cầu là cảm nhận đoạn thơ A hoặc là phân tích đoạn thơ sau. Đó nhá. Đấy là cách phân tích lần lượt. Còn cách thứ hai, chúng ta đã bắt gặp ở trong một số những đoạn thơ của bài thơ Bếp Lửa, đó là phân tích theo hình ảnh. Đồng ý không ạ? Cụ thể là chúng ta sẽ phải xác định các hình ảnh chính được khắc họa ở trong đoạn thơ đấy.
Và sau đó thì chúng ta sẽ nhóm những câu thơ cùng viết về một hình ảnh và làm một. Đấy, rồi mới phân tích, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ phân tích từng hình ảnh, chứ không phải là phân tích lần lượt từng câu. Những câu này, những câu mà cùng viết về một hình ảnh này thì có thể gần nhau và có thể là ở cách nhau. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta dùng cách này khi mà phân tích một số đoạn thơ trong bài thơ Bếp Lửa. Ví dụ như là khổ thơ thứ ba, khổ thơ mà có hình ảnh chim tu hú này, hình ảnh người bà, hình ảnh người cháu. Thì chúng ta sử dụng cái cách này đối với đoạn thơ đó là bởi vì ví dụ như là tiếng chim tu hú nó xuất hiện ở trong câu thơ thứ hai, câu thơ thứ ba, rồi đến những câu thơ cuối nó lại xuất hiện nữa, đúng không ạ? Thì nếu như phân tích lần lượt thì chúng ta sẽ dễ bị lặp ý, lặp nội dung, lặp từ, nên là chúng ta chọn cách phân tích theo hình ảnh đó. Thì đây là hai cái cách phân tích, hai trình tự phân tích mà chúng ta có thể áp dụng một cách linh hoạt khi mà đến với một đề bài phân tích thơ. Nhớ nhá, áp dụng linh hoạt. Không phải là khi học kiến thức nền chúng ta dùng cách nào thì cứ với mỗi đề bài, tất cả các đề bài về cái khổ thơ đấy chúng ta đều dùng cách đó. Chị lấy ví dụ nhá, chị lấy ví dụ này. Ví dụ như đối với bài thơ Đồng Chí, chúng ta sử dụng cách một để phân tích cho toàn bộ bài thơ, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như đề bài yêu cầu là cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong 10 câu thơ giữa của bài thơ Đồng Chí chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đề bài yêu cầu chúng ta phân tích một hình ảnh rõ ràng thôi. Vậy thì việc của chúng ta không phải là lại bê nguyên si kiến thức nền vào để chúng ta phân tích đâu. Mà chúng ta phải xem là hình ảnh người lính, cái vấn đề nghị luận mà đề bài đưa ra ấy, nó được xuất hiện trong những câu thơ nào. Đồng ý không? Và ta sẽ tập trung phân tích những câu thơ mà nêu nổi bật được vấn đề nghị luận thôi. Còn những câu thơ khác không xuất hiện vấn đề nghị luận thì chúng ta chỉ nhắc qua. Đấy, ví dụ nhá, với 10 câu thơ đó thì chúng ta có là gì? Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Thì khi học kiến thức nền chúng ta được biết ba câu đó là nêu về biểu hiện của tình đồng chí, đó là biểu hiện của việc là đồng chí là chia sẻ những tâm tư tình cảm hướng về hậu phương, đúng không ạ? Nhưng đề bài ở đây là yêu cầu phân tích hình ảnh người lính cơ. Đấy, thế thì chúng ta thấy hình ảnh người lính trong ba câu đó như thế nào? À, đó là những người nông dân giàu tình cảm, đúng không ạ? Họ tha thiết cái nỗi nhớ hướng về quê hương nhưng mà cũng rất là giàu ý chí. Đó, để mà kìm nén những cái tình cảm đó, để rồi phải là những người thực sự thấu hiểu nhau thì họ mới chia sẻ những tâm tư tình cảm ấy. Để rồi từ đó thì ta thấy được vẻ đẹp của hình ảnh người lính ở đây là những người lính chân chất, mộc mạc, giàu tình yêu quê hương đất nước nhưng cũng rất giàu ý chí. Đúng không? Đấy. Nhớ nhá, thế nên rằng là từ cái việc học về trình tự khi phân tích thơ này thì chị có một lưu ý tối quan trọng luôn, vô cùng đặc biệt luôn, mà yêu cầu tất cả các bạn đều phải nắm chắc, đó chính là gì? Là khi mà nhận đề bài, việc của các em không phải là ngay lập tức bê kiến thức nền vào để mà chúng ta phân tích, mà quên đi xem là đề bài yêu cầu cái gì. Nhớ nhá, phải bám sát vào đề bài. Cái kiến thức nền mà chúng ta được học về từng tác phẩm, cái đó nó không cố định. Cái đó là cái cơ sở để chúng ta đi vào từng đề bài cụ thể, ta có cái cơ sở ta dựa vào thôi. Còn áp dụng ra sao thì phải cực kỳ linh hoạt. Nhớ nhá, không phải là cứ nhìn thấy 7 câu đầu của đồng chí là tương ngay kiến thức nền y hệt như chúng ta học. Không phải là cứ nhìn thấy khổ 2 của Bếp Lửa là tương ngay kiến thức nền chúng ta đã học là gì. Mà chúng ta phải đọc kỹ đề, xem là đề bài yêu cầu phân tích cái gì trong đoạn thơ đấy. Nếu như đề bài yêu cầu là cảm nhận về đoạn thơ hoặc là phân tích đoạn thơ sau thì ta dùng kiến thức nền như bình thường. Nhưng mà nếu đề bài chỉ rõ là chỉ cảm nhận về hình ảnh A trong đoạn thơ này thôi thì ta lại phải xem là trong kiến thức nền hình ảnh A này ta khai thác ra sao. Đúng không? Đấy nhá. Rất là quan trọng đấy, bởi vì là chị và chị trợ giảng nhận ra rằng là có rất nhiều bạn đang có một cái suy nghĩ sai lầm về việc học kiến thức nền và áp dụng kiến thức nền. Đúng là khi chúng ta học là chúng ta phải học thật là chắc, nắm được tất cả các ý trong kiến thức nền. Nghĩa là
trong các buổi học các bạn học cùng với chị như nào, các em phải nắm chắc như thế. Nhưng mà đi thi, chúng ta nắm chắc như thế nhưng không phải là đi thi để chúng ta bê nguyên si, đúng không ạ? Mà chúng ta nắm chắc để chúng ta hiểu, rồi đi thi chúng ta sẽ áp dụng linh hoạt. Cùng là một đoạn thơ đấy, nhưng đề bài A là yêu cầu phân tích đoạn thơ, đề bài B lại là yêu cầu phân tích hình ảnh nào đó trong đoạn thơ đấy. Thế hai đề bài đấy chúng ta viết hai bài văn y hệt nhau à? Đúng không ạ? Không phải. Chắc chắn là hai bài văn nó phải khác nhau. Khác nhau về cả nội dung, về bố cục nữa luôn. Chứ không phải là khác nhau một vài chữ. Nhá. Đấy, thế nên là ở đây chúng ta đang luyện tập, đang học, xây dựng kiến thức. Và khi mà đi thi thì còn cần nhiều những kỹ năng nữa. Trong giai đoạn học kỹ năng thì chị sẽ tập trung hướng dẫn cho các em. Nhưng mà ngay tại đây chị muốn nhấn mạnh một điều, đó là luôn luôn phải đọc kỹ đề và bám sát theo yêu cầu của đề bài. Xác định được vấn đề nghị luận của đề là gì. Và bài văn của mình là phải đi xử lý cái vấn đề đấy. Chứ không phải bài văn của mình là đi trình bày xem mình đã học thuộc lòng được bao nhiêu kiến thức đâu nha. Nhớ chưa nào? Rồi, đấy là về trình tự khi phân tích thơ. Tiếp tục. Nội dung thứ hai ở đây để chúng ta luyện viết đó chính là cách diễn đạt khi phân tích thơ. Cái này chắc là nhiều bạn sẽ háo hức đây. Nghĩa là chị sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái công thức để chúng ta áp dụng khi mà viết thơ. À, khi mà chúng mình phân tích thơ nhá. Khi chúng mình phân tích thơ. Đấy, thế thì có một điều không biết các bạn có nhận ra không, đó là khi chúng ta học về các bài thơ này ấy, chị rất hay hỏi các em xem là câu thơ này sử dụng biện pháp tu từ gì, đúng không ạ? Đoạn thơ này có những biện pháp nghệ thuật gì? Thì quả thực là khi phân tích thơ chính là việc chúng ta phân tích các cái biện pháp nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng. Thế nên ở đây trước tiên chị chia sẻ với các bạn về cách phân tích biện pháp tu từ, cách diễn đạt khi phân tích biện pháp tu từ ở trong tác phẩm thơ nhá. Nghĩa là chúng ta xác định được, à, câu thơ này có biện pháp nhân hóa, tác dụng của nó là như thế này. Đấy, khi học kiến thức nền là chị đã chỉ ra cho các bạn như thế rồi, đúng không? Nhưng bây giờ là làm như thế nào để từ cái gạch đầu dòng đó chúng ta viết được thành câu văn hoàn chỉnh mà nó lại còn đặc sắc nữa cơ, đúng không? Từ kiến thức bây giờ đến với đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh chính là vấn đề về việc diễn đạt. Thì tại đây chị chia sẻ với các bạn một số những công thức. Gọi là công thức là bởi vì em có thể áp dụng nó ở trong nhiều bài văn khác nhau, với nhiều tác phẩm, với nhiều đề bài khác nhau. Thì chúng ta có việc đầu tiên chính là cách diễn đạt khi phân tích biện pháp nghệ thuật ở trong thơ. Ok chưa ạ? Nhá. Thì chúng ta có thể áp dụng một số những cái công thức như sau. Công thức số 1, chị viết tắt từ công thức nhá. Công thức 1 chúng ta có thể viết rất là đơn giản này. Biện pháp nghệ thuật chị viết tắt. Đây là cái chữ viết tắt của biện pháp nghệ thuật nhá. Các bạn viết cùng với chị những công thức này đi. Sau đó thì chị sẽ lấy ví dụ, các em sẽ hiểu được ngay. Buổi học ngày hôm nay không có tài liệu, thế nên là tất cả các bạn đều phải chủ động ghi chép cùng với chị nhé. Công thức số 1 chúng ta có thể áp dụng, đó là biện pháp nghệ thuật đã khắc họa thành công. Cộng với tác dụng của biện pháp đó, nội dung, đúng không ạ? Nội dung của biện pháp đấy. Ví dụ, chúng ta phân tích câu thơ. Chúng ta phân tích như câu thơ mặt trời xuống biển như hòn lửa chẳng hạn. Ở đó có biện pháp so sánh, đúng không ạ? Thì chúng ta áp dụng công thức này. Biện pháp so sánh ở đây có tác dụng là gì? Đã khắc họa hình ảnh mặt trời rất sinh động. Khắc họa về cả hình dáng tròn đầy của mặt trời và cả về cái màu sắc đỏ rực của mặt trời nữa, tạo nên một cái khung cảnh hoàng hôn vô cùng tráng lệ, đúng không? Đấy, đấy là kiến thức nền chúng ta học. Bây giờ chúng ta áp dụng công thức này, chúng ta có thể viết thành một câu hoàn chỉnh, đó là gì? Biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ mặt trời xuống biển như hòn lửa đã khắc họa thành công hình ảnh mặt trời tròn đầy và có màu sắc đỏ rực trong một khung cảnh hoàng hôn vô cùng tráng lệ. Đấy. Ok chưa ạ? Nhá, các em chỉ cần áp dụng thay biện pháp nghệ thuật vào
thay cái nội dung vào là chúng ta có được câu văn hoàn chỉnh. Rất là đơn giản nha. Đấy là công thức 1. Công thức số 2. Tác giả A đã khéo léo sử dụng cộng với cả biện pháp nghệ thuật cộng với cả để đem đến những hình ảnh độc đáo về cộng với cả nội dung. Ví dụ, tác giả Huy Cận đã khéo léo sử dụng biện pháp so sánh trong câu thơ Mặt trời xuống biển như hòn lửa để đem đến những hình ảnh độc đáo về mặt trời, về khung cảnh lúc hoàng hôn với một mặt trời đỏ rực và tròn đầy. Đó, thì trong công thức này chị đã thay thế tác giả A ở đây là tác giả Huy Cận nhá. Biện pháp nghệ thuật ở đây là biện pháp so sánh trong câu thơ Mặt trời xuống biển như hòn lửa này. Rồi nội dung ở đây chính là khung cảnh hoàng hôn tráng lệ với một mặt trời đỏ rực và tròn đầy. Hình dung không? Nhá, nghĩa là chúng ta chỉ cần thay thế những cái phần mà chị đây, phần nào là phần mà chúng ta thay thế thì chị highlight màu vàng nhá để các bạn hình dung. Phần nào mà không highlight chính là những phần cố định. Đây. Thì các em cứ thay thế ở trong những cái phần màu vàng này tương ứng với từng cụm đoạn thơ khác nhau, từng biện pháp nghệ thuật khác nhau, từng câu thơ khác nhau là được nha. Đó nghĩa là cái công thức này là ta áp dụng được cho nhiều những đoạn thơ, nhiều những câu thơ. Câu thơ nào có biện pháp tu từ ta cũng áp dụng được những công thức này. Hay là công thức số 3. Bằng việc sử dụng cộng với cả biện pháp nghệ thuật. Vậy tác giả A đã đem đến cho bạn đọc những hình dung hoặc là những cảm nhận. Chị dùng dấu gạch chéo là các bạn sẽ hiểu đấy là chữ hoặc. Nghĩa là ta dùng một trong hai từ chứ không phải là dùng hai từ nhá. Hình dung hoặc là cảm nhận về cộng với cả nội dung. Đồng ý chưa? Ví dụ bằng việc sử dụng biện pháp so sánh trong câu thơ Mặt trời xuống biển như hòn lửa, tác giả Huy Cận đã đem đến cho bạn đọc những cảm nhận về khung cảnh hoàng hôn với một mặt trời tròn đầy và đỏ rực. Đấy. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Nhá, em lắng nghe ví dụ của chị và cứ ghi theo, áp dụng theo công thức thì sẽ biết được rằng là chị đã thay thế những cái từ khóa ở đây là gì. Đồng ý không? Bởi vì những công thức này nó làm cái nhiệm vụ là giúp cho các em có thể kết nối các từ khóa để tạo ra thành một câu văn hoàn chỉnh, đúng không? Thế nên là những cái phần môi vàng chính là các từ khóa. Em đặt để nó vào trong những công thức này là các em sẽ có được câu văn hoàn chỉnh thôi. Đúng không nào? Rồi chúng ta có công thức số 4, gợi ý thêm cho các bạn một vài những công thức này để chúng ta đa dạng hơn trong cách viết, chứ không thể nào là lúc nào ta cũng viết theo một cách được, đúng không ạ? Một bài thơ có biết bao nhiêu là biện pháp nghệ thuật, nên là biện pháp nào ta cũng dùng một công thức này thì quá là nhàm chán và khô cứng rồi. Em dùng linh hoạt các cái công thức này nhá. Công thức số 4, chúng ta dùng câu cảm thán thật cộng với một tính từ. Khi tác giả thể hiện cộng với cả nội dung thông qua cộng với cả biện pháp nghệ thuật. Ví dụ chúng ta phân tích câu thơ, chúng ta phân tích biện pháp liệt kê trong đoạn thơ áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Chúng ta có biện pháp liệt kê. Liệt kê đó là gì nhỉ? Là áo rách vai, quần vài mảnh vá, chân không giày, miệng cười buốt giá, đúng không ạ? Đó là tác dụng của biện pháp liệt kê ở đây là cho thấy những cái khó khăn, thiếu thốn của người lính. Đó.
thì chúng ta có thể thay thế vào đây, đúng không ạ? Chúng ta cảm nhận được điều gì ở đây? Một cái niềm xúc động. Đấy thì là thật xúc động khi tác giả thể hiện hoặc là tác giả khắc họa những khó khăn, thiếu thốn của người lính trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp thông qua biện pháp liệt kê áo rách vai, quần vải mảnh vá, chân không giày. Nhá, tính từ ở đây chị dùng đó là từ xúc động. Nội dung ở đây đó là những khó khăn, thiếu thốn của người lính trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp. Biện pháp nghệ thuật ở đây là biện pháp liệt kê áo rách vai, quần vải mảnh vá, chân không giày. Đó, thay thế vào thôi là chị đã có một câu hoàn chỉnh rồi. Nha, đồng ý không? Và gợi ý thêm cho các bạn một công thức nữa này, công thức số 5. Công thức này thì bay bổng hơn một chút nhá, đó là như một phút thăng hoa trong thi cảm. Người nghệ sĩ A đã thể hiện hoặc là đã tái hiện cộng với nội dung một cách đặc sắc qua cộng với cả biện pháp nghệ thuật. Ví dụ, chúng ta có câu thơ Thuyền ta lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng. Thì ta phân tích biện pháp ở đây đó là biện pháp phóng đại nói quá, đúng không ạ? Để mà tác dụng là cho thấy hình ảnh một con thuyền với tầm vóc vĩ đại sánh ngang với cả thiên nhiên vũ trụ. Cho thấy được tinh thần của con người lao động là tinh thần làm chủ, hồ hởi, phấn khởi. Thì mình có thể viết là gì? Như một phút thăng hoa trong thi cảm, người nghệ sĩ Huy Cận hoặc là nhà thơ Huy Cận đã tái hiện hình ảnh đoàn thuyền với tầm vóc lớn lao sánh ngang với vũ trụ một cách đặc sắc qua biện pháp phóng đại. Thuyền ta lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng. Người nghệ sĩ A ở đây là tác giả Huy Cận này, đồng ý chưa? Nhá, nội dung ở đây là hình ảnh một đoàn thuyền kỳ vĩ lớn lao sánh ngang với vũ trụ. Biện pháp nghệ thuật ở đây là biện pháp phóng đại trong hai câu thơ. Đấy, thế là chúng ta thay thế vào những cái chỗ mà chị highlight màu vàng ở đây là các bạn đã có được những câu văn hoàn chỉnh rồi. Và cả một đoạn văn hay một bài văn của các em kết hợp những câu này với nhau là các em đã có được một cái việc phân tích trôi chảy và nó mạch lạc hơn trong quá trình diễn đạt. Thật ra, ở đây không phải là những cách duy nhất. Nhớ nhá, không phải là sau cái buổi này với năm công thức này mà chị đưa ra xong rồi các bạn hiểu rằng là từ nay trở đi là chỉ được dùng những cách viết này, không phải nhá, nhớ chưa? Đây là chị gợi ý để bạn nào mà không biết cách viết thì có cái cách áp dụng đơn giản dễ dàng hơn. Bạn nào mà đã viết thành thạo rồi, các em tiếp tục phát huy cách viết của mình và tham khảo thêm cái công thức nào mà các em thấy tâm đắc ở đây, nhớ chưa? Nhá. Đấy, hay là các em hoàn toàn có thể tự nghĩ ra thêm những cái cách viết của mình, chứ không phải là tự giới hạn lại với năm cái công thức này nha. Nhớ này, năm công thức này, cách học đó là các em áp dụng vào những cái ý phân tích cụ thể để mình hiểu được cách viết. Thứ hai là áp dụng một cách linh hoạt, không phải là lúc nào cũng nhất nhất phải đúng theo các từ ngữ này, em có thể thay thế một số những từ ngữ mà em thích. Thứ ba, đó là kết hợp các công thức với nhau để có được những đoạn văn và bài văn hoàn chỉnh. Đồng ý không? Đấy, thì đấy là về cách mà chúng ta phân tích, cách diễn đạt để em phân tích biện pháp nghệ thuật ở trong thơ. Làm như thế nào để từ một cái dấu cộng đầu dòng trong quá trình học kiến thức nền, em viết được thành câu văn hoàn chỉnh. Thì đây, đây là những cái công thức giúp cho em có thể thực hiện điều đó một cách đơn giản hơn nhá. Đó, để không có bạn nào thắc mắc rằng là ô, cùng là một cái dàn ý như nhau, cùng là những kiến thức này như nhau, cùng là những cái gạch đầu dòng này mà sao các bạn có thể dễ dàng viết được thành công văn mà mình loay hoay mãi không biết viết nhỉ? Lúc nào mình cũng là tác giả đã viết thể hiện cho, tác giả đã khắc họa, tác giả đã sáng tác, tác giả đã miêu tả. Lúc nào cũng như vậy, đúng không? Thì bây giờ ta áp dụng thêm các cái công thức này để ta thay đổi giọng văn đi một chút, chúng ta tạo điểm nhấn hơn một chút, chúng ta linh hoạt hơn một chút, đúng không?
Đấy, đấy là cách diễn đạt khi phân tích biện pháp nghệ thuật nhé. Và khi phân tích thơ ấy, thì bên cạnh việc phân tích biện pháp nghệ thuật thì chúng ta còn có những lúc cần phải bình luận, đúng không ạ? Bình luận mở rộng về những câu thơ để tạo điểm nhấn nữa cơ. Vậy, tiếp tục chị hướng dẫn cho các bạn, gợi ý thêm cho các bạn cách bình luận mở rộng. Cách diễn đạt. Khi bình luận mở rộng. Nghĩa là các em còn nhớ ở trong các cái buổi học kiến thức nền có những cái ý mà chị ghi là mở rộng này, đúng không ạ? Hoặc là có những cái ý mà chị giảng thêm, không viết ra nhưng mà chị giảng thêm cho các bạn thôi, đúng không? Đấy, thế thì có bạn nào thắc mắc rằng là những cái ý đấy mình muốn đưa vào bài một cách chủ động, nghĩa là mình có thể tự nghĩ ra được ấy, mình có thể linh hoạt, mình có thể muốn viết lúc nào là mình có thể có được những cái ý tưởng để bình luận mở rộng lúc đấy. Có bạn nào băn khoăn về điều đó không? Đây, chị chia sẻ với các em bí kíp nhé. Thật ra ấy, chúng ta cái việc bình luận mở rộng khi mà phân tích một bài thơ, một câu thơ ấy, rất là đơn giản thôi, không khó đâu. Quan trọng là ta có ý tưởng. Thì ý tưởng của chúng ta có thể gắn liền với những cái kiến thức khái quát về tác giả tác phẩm mà chúng ta đã học. Cái này chị đã bật mí rồi đấy. Ở đây chị nhắc lại cho bạn nào mà quên nha. Nhớ chưa? Đó là gì? Cách đầu tiên để chúng ta bình luận mở rộng khi phân tích thơ là khi mà chúng ta đã phân tích xong hết kiến thức nền rồi hoặc là đang phân tích kiến thức nền cơ bản nhưng mà ta muốn phân tích dài hơn, muốn viết dài hơn nhưng không phải là bôi ra để cho nó có nhiều câu hơn, không phải là bây giờ thay vì mình viết một câu để phân tích cái biện pháp này thì ta viết đến 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 câu. Cứ nhắc đi nhắc lại một nội dung khiến cho bài văn đoạn văn nó bị dài dòng lủng củng. Không phải. Mà bây giờ ta phải có ý tưởng mới, đúng không ạ? Cùng một nội dung đấy viết hoài viết mãi về nó thì làm sao được? Bây giờ ta phải có ý tưởng mới. Thì ý tưởng đấy nó sẽ đến từ việc là thứ nhất, cách một. Là ta sẽ gắn dẫn chứng với hoàn cảnh sáng tác. Của tác phẩm. Đồng ý không ạ? Để làm gì? Để nhấn mạnh tính chân thực của tác phẩm. Hoặc để làm nổi bật cảm xúc của tác giả. Nhá. Đấy, ok chưa? Thì dùng cách một này em có thể áp dụng công thức như sau. Công thức như sau này. Đó là gì? Đó là đặt trong thời điểm những vần thơ này ra đời. Công thức nhá. Đặt trong thời điểm. Những vần thơ này ra đời. Gạch ngang. Khi cộng với cả hoàn cảnh sáng tác, chị biết tắt hoàn cảnh sáng tác nhá, bạn đọc lại càng thấm thía hơn vẻ đẹp hoặc là giá trị của câu thơ. Chấm. Ta nhận ra. Rồi ta nhận ra điều gì ta viết ở đây. Đồng ý chưa ạ? Chị lấy ví dụ này. Khi mà chúng mình phân tích những câu thơ áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Ta đặt dẫn chứng đấy với hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Ta nhận ra bài thơ này, những câu thơ này được sáng tác vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nghĩa là những năm tháng mà bộ đội ta vẫn còn thiếu thốn đủ bề, còn vô vàn những khó khăn về quân tư trang, đúng không ạ? Thế ta thấy được rằng là nhà thơ Chính Hữu đã sáng tác rất là chân thực. Những hình ảnh thực của đời sống, những thiếu thốn của đời sống chiến trường khi ấy đã được đưa vào trong tác phẩm một cách rất là tự nhiên. Đúng không ạ? Với những niềm xúc động của tác giả. Đó, ta nhận ra được điều đó. Bây giờ ta có thể viết như thế này. Đặt trong thời điểm những vần thơ này ra đời. Nghĩa là ta đang phân tích những câu thơ đấy nhá. Bây giờ ta muốn bình luận mở rộng hơn. Ta có thể viết đặt trong thời điểm những vần thơ này ra đời. Khi nhà thơ Chính Hữu chấp bút trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, hoặc là khi cuộc kháng chiến chống Pháp mới diễn ra trong những năm đầu tiên. Vậy
bạn đọc lại càng thấm thía hơn giá trị của những câu thơ. Đồng ý không? Chấm. Ta nhận ra buổi đầu kháng Pháp, những người lính nông dân họ phải trải qua vô vàn những khó khăn thiếu thốn từ quân tư trang, vật dụng y tế. Thế nên áo rách vai, quần vải mảnh vá chính là những hình ảnh phảng phất hơi thở hiện thực trong những vần thơ của chính hữu. Ok chưa nào? Nhá. Thì sau cái phần ta nhận ra này này là nội dung gì thì cái đó là phải cảm nhận riêng của các em nhá. Chứ chị không thể nào xây dựng công thức để cho các em áp dụng một cách máy móc vào trong tất cả các tác phẩm được. Những công thức này nó phải đảm bảo là áp dụng được cho tất cả các tác phẩm thơ. Thế nên nó phải vừa có cái sự diễn đạt mạch lạc và cũng phải vừa đảm bảo cái tính phổ biến. Đúng không ạ? Để các em chỉ cần thay thế vào trong các cái chỗ chị in vàng này này là các em đã có được những câu văn hoàn chỉnh. Chứ nếu như mà gọi là công thức mà lại chỉ đi vào một tác phẩm cụ thể thì còn gì là công thức nữa, đúng không? Thế nên là những cái gì gọi là riêng của từng bài thì chị sẽ không thể nào đưa vào công thức này được. Cái đó là phải tùy theo từng bạn, tùy theo cảm nhận của mỗi em nhá. Rồi, đấy là cách một. Cách thứ hai này. Cách hai là gì? Là chúng ta sẽ gắn dẫn chứng với phong cách sáng tác của tác giả. Để làm gì ạ? À, để làm nổi bật được cái tính độc đáo, sáng tạo của tác giả. Sáng tạo của tác phẩm. Của tác giả, của tác phẩm. Đồng ý chưa? Với công thức là gì? Với công thức đó là dưới ngòi bút của tác giả hoặc là của một hồn thơ cộng với cả phong cách sáng tác của tác giả ấy. Những vần thơ này lại lấp lánh bao ý nghĩa độc đáo. Chấm. Nó đem đến cho ta ấn tượng về ok chưa ạ? Nhá. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ nêu những cái ấn tượng ở đây. Thì để áp dụng được công thức này, em cần phải nhớ được phong cách sáng tác của tác giả. Đồng ý chưa? Ví dụ, dưới ngòi bút của một hồn thơ sâu sắc, lắng đọng, hàm xúc như chính hữu, những vần thơ này lại lấp lánh bao ý nghĩa độc đáo. Nó đem đến cho ta ấn tượng về sự cô đọng, đúng không ạ? Đó, về sự ngân vang của biết bao những xúc cảm và ý nghĩa chỉ ẩn đằng sau mỗi hai chữ đồng chí. Ví dụ, khi em phân tích câu thơ đồng chí, em có thể dùng công thức này. Bởi vì câu thơ đó là kết tinh cho phong cách của chính hữu mà. Một phong cách hàm xúc dư ba, đúng không ạ? Một câu thơ ngắn ở câu chữ nhưng dài ở sự ngân vang đấy. Đấy, vân vân. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.